Vậy là tôi gửi cái lá bùa này là con có thể xuất hiện đó hả? Đúng vậy, ông đem nó đi đi. Tôi sợ lắm, đem nó đi đi, ông sẽ thấy được tôi. Rồi. Thôi, cảm ơn mày đã lấy cái lá bùa đó ra. Em đi. Tôi nghe lời con nha. Tôi lấy cái lá bùa nè. Con dạ. Minh Thành xin kính chào quý ông bà cô bác và các bạn. Minh Thành xin kính chúc quý ông bà cô bác và các bạn có một ngày mới tốt lành, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Thì quý ông bà cô bác và các bạn ơi. Hôm nay Minh Thành trở lại ban ngày để đi lên cái ngọn núi. Tìm kiếm vong hồn dắt dơ dưỡng ở cõi ta bà này để giúp đỡ. Thì mấy cái clip trước Minh Thành quay bên kênh Long Nguyễn Vlog thì nó do cái đèn của Minh Thành nó bị hư, quý ông bà cô bác xem mà không có thấy hình ảnh được. Thì hôm nay Minh Thành trở lại ban ngày cũng như mấy cái lần trước. Hôm nay lên trên núi. Đây là cái khu vực ở trên núi. Lên đây mình tìm kiếm coi. Coi có cái vong hồn nào chết oan chết ức dắt dơ dưỡng ở trên núi này không. Mình giúp đỡ hai quý bà cô bác nha các bạn. Thì ở trên cái cõi ta bà này thì rất là nhiều cái vong hồn dứt dơ dứt dưỡng chết oan chết ức chết tức chết tối chết không kịp căng không kịp cối chết không nói nên là thì họ mới thành cái vong hồn chết oan. Nhưng mà họ chưa có được siêu thoát nên họ mới cần sự giúp đỡ của cái người cõi dương của chúng ta. Thì chúng ta Minh Thành và quý bà cô bác và các bạn cũng cùng với nhau giúp đỡ cho một cái linh hồn không có còn dứt dơ dứt dưỡng nữa. Vậy thôi chứ mình cũng không có làm gì có ngoài mục đích đó quý bà cô bác và các bạn. Thì câu chuyện như thế nào, Minh Thành kính mời tất cả mọi người quý bà con cô bác và các bạn cùng đồng hành với Minh Thành. Và hôm nay Minh Thành có vụ gì với cái dòng này ở đây không? Hai quân bà quá. Lúc trước. Trước thì không thấy Minh Thành. Cứu tôi, cứu tôi với. Hả? Cứu tôi, coi không. Tôi xin chào. Quay con cứu tôi. Tôi nghe tiếng rồi. Nhưng mà tôi không có thấy hình đây nè. Cứu là cứu sao đây? Cứu tôi. Rồi Dung Hồng ở đâu mà cứu? Tôi ở trong ngay gốc cây. Ở gốc cây hả? Đúng vậy. Rồi bây giờ đi theo tôi. Rồi chỉ cái hướng gốc cây đi rồi tôi sẽ cứu. Bây giờ ủa linh hồn còn ở đây không, lên tiếng cho tôi biết coi. Linh hồn của tôi bị ngay gốc cây. Rồi vậy là còn ha. Còn. Rồi vậy tôi phải đi cái hướng nào đây đặng cứu linh hồn đây? Một gốc cây bự hả? Rồi vậy là quý bà cô bác và các bạn ơi, Minh Thành lên tới cái khu vực này gặp được cái vong hồn rồi. Kêu cứu kêu gì nè, chắc vong hồn này chết oan chết ức dữ lắm nè. Alo. Không có đi, không. Rồi tôi nghe.
Dòng hồn này nói là cứ đi thẳng. Đi thẳng xuống núi luôn hả? Ha, đi thẳng đâu? Phải gốc cây này không? Alo. Có một cái linh hồn nổi tiếng dạng nó tới gốc cây. Bây giờ thành tới gốc cây là quyến bà có quát nha các bạn. Sao không thấy? Đặt cái mai xuống đây. Tôi hỏi phải gốc cây này không? Rồi sao mà tôi không thấy xuất hiện, sao cứu đây? Rồi ở ngay gốc cây. Rồi để tôi ra tôi kiếm nha. Thì mình hành đặt cái máy đây. Cái cô dọc kết quan cái tiêu cú, chưa có thấy được. Mình đặt cái máy ở đây mình trả coi. Kiếm cái cô này coi. Alo. Tôi xin chào. Tôi hỏi cái cô dọc. Cô nói cô ở vị trí gốc cây này rồi, cô còn ở đây không? Cô lên tiếng cho tôi biết coi. Không. Cứu tôi. Cứu tôi. Cô biết cô ở đâu mà cứu đây? Tôi ngay gốc cây. Cái gốc cây làm sao mà cú gốc cây bự quá làm sao cú đây? Đợi tôi chút xíu nghe. Sống ở chỗ nào khác đi mà ở ngay gốc cây này. Tụi giống luôn. Nằm ở đâu? Ngay gốc cây. Tôi đang đứng ngay gốc cây nè. Tôi đang ngồi kế không? Ngay gốc cây. Hả? Còn kế tôi luôn hả? Đúng vậy. Sao tôi không thấy? Trời ơi. Quý bà cô bác, bạn ơi. Thì cái cô dông nè, hồi kế. Ngồi đâu trời. Ngồi đâu không thấy. Giờ cô có thể xuất hiện ra cho tôi thấy, tôi trò chuyện với cô không? Alo. Tôi hỏi cưới ông ngay gốc cây. Rồi tôi phải làm sao đây rồi đặt mới thấy được cô đây mới. Một kế gốc cây này đây hả? Đúng vậy. Bắt cái này không? Ủa? Cây. Ai da mày quánh tao, tao đau lắm, một hồi tao ăn thịt mày. À. À mà mày quánh tao. Mày quánh tao đau lắm, một hồi tao ăn thịt mày. Ủa vậy gì? Như vậy là cô ngay đây đấy hả? Đúng vậy. Cây cây hôm nay có thấy gì đâu. Một hồi tao ra được thì mày chết với tao.
gì kỳ vậy? Tao đang ngồi kế mày đó, mày cứ quất hoài, một hồi tao đau lắm. Ủa gì là ngay vị trí này đó hả? Đúng rồi. Sao tôi không thấy gì chứ vậy? Ít trời ơi. Gì đây? Gì thế trời? Ủa ngã gì trời? Nên dở lên không biết vật bát. Buồn chú gì nè. Mặt quá thôi. Tôi hỏi là cái dòng của cô mà nói ngồi ra đây phải còn đây không? Không. Vậy là tôi gửi cái lá bùa này là cô có thể xuất hiện đó hả? Đúng vậy, ông đem nó đi đi, tôi sợ lắm, đem nó đi đi, ông sẽ thấy được tôi. Rồi. Thôi, cảm ơn mày đã lấy cái lá bùa đó ra. Để em đi. Tôi nghe lời cô nha. Tôi lấy cái lá bùa nè, cô xuất hiện cho tôi thấy ra là tôi giúp cô nha. Ôi chú ơi, đi đâu vậy? Hả? Tôi đây. Tao ngồi ở đây, nãy giờ mày đánh tao đau quá, bây giờ tao sẽ giết mày. Quân bật quá. Bình hình vô tình gỡ cái lá bùa, cái dòng cô quỷ xuất hiện. Thôi. Nãy giờ mày dám đánh tao à? Mình tạm thời mình cắt cái lá bùa lên nón đi. Chút xíu à. Chút xào quân bật quá. Mày hỏi thăm cô này nè. Ha ha. Cô bây giờ tao đã ra được rồi. Xin chào cô nha. Đâu rồi, cái cây nào lúc nãy mày đánh tao bằng cái cây nào đâu? Tôi đánh cái cây mà. Mày đánh tao. Cái cây nào mày đánh tao thì bây giờ tao đánh mày hệt như vậy. Sao cô đánh tôi chị? Mày nè, tôi đánh cái cây này vô cái cây nè. Lúc nãy mày đánh tao rất là đau đớn. Bây giờ tao sẽ quánh lại mày. Khoan. Tôi tới đây là tôi kiếm dục hồn tôi giúp đỡ. Tôi cứu cô ra được rồi, cô đánh tôi là sao? Tại sao lúc nãy mày đánh tao rất là đau đớn? Đâu biết cô ở đây đâu. Lúc nãy mày đánh tao, tao đã lên tiếng rồi mà mày cứ cầm cây mày quất hoài là sao vậy? Tôi muốn thử coi có thật sự là cô cái linh hồn của cô ở đây không? Đúng vậy, mày có biết là tao đau đớn lắm không? Rồi tôi biết rồi, thôi vậy tôi có lời xin lỗi cô dòng đi. Không, bây giờ tao muốn đánh lại mày, lúc nãy tao đau lắm. Tôi hỏi bây giờ có đau phải không? Bây giờ rồi sao giờ tao muốn trả thù không? Bây giờ mày ngồi im cho tao đánh à? Thôi tôi chấp nhận luôn cho cô quánh mày. Mày no mày rồi. Mày hãy xem đây. Rồi đủ chưa? Nhưng mà tao muốn giết mày chết. Ủa cô giết tôi gì? Tôi tới đây tôi giúp đỡ cho con mà cô giết tôi gì? Bây giờ cô quánh lại là cũng như là quầy vậy đó, tôi với cô quầy vậy đó. Bây giờ là tôi mời cô ngồi xuống bình tĩnh đi. Không, tao được thoát ra ngoài rồi, bây giờ tao chỉ muốn đứng thôi, tao ngồi đây rất là lâu rồi, mày có biết không? Ngồi đây lâu dữ lắm nè. Tao ngồi đây đúng 40 năm rồi. 40 năm rồi? Đúng vậy. Ủa sao mà phải ngồi đây? Lúc hồi nãy mày cầm cái miếng gì giống bùa chú gì đúng không? Tôi cũng không biết nữa, thì vô tình tôi gặp được gì đó rồi tôi dở lên mới thấy cô đó. Mày dở lên được rồi cho nên mày mới thấy được tao, cho nên tao mới ra ngoài được. Tướng lý ra tao ngồi đây 40 năm rồi, tao đói, tao khát, tao mệt, tao sắp hồn siêu phách tán thì được mày cứu tao, mày gỡ được lá bùa cho nên tao mới ra được. Rồi bây giờ tôi hỏi cô nè. Sao mà cô chết mà cô phải ngồi ở đây 40 năm nay vậy? Có bị oan ức gì không?
Có, tao là một quan hồn trinh nữ, ta chết rất là oan ức cho nên là tao rất là căm phẫn. Cho nên tới hiện tại bây giờ tao bị người ta thư yếm gì đó. Để tao kể mày nghe câu chuyện của tao ha. Rồi, cứ kể đi. Khi tao ngồi ngay đây là 40 năm rồi, tại góc này. Đi ngồi từ lúc cái cây này còn nhỏ xíu luôn hả? Đúng vậy. Từ lúc mà nó còn nhỏ, mày thấy bây giờ nó to, nó bự rồi. Sao chết rồi? Sao ngồi đó vậy con? Rồi, tao kể cho mày nghe. Lúc tuổi đôi mươi đó, gia đình tao cũng có ăn, có để, nhưng mà gia đình tao cũng khá giả mày. Má tao mua tặng cho tao một đôi bông tai bằng ngọc. Đôi bông tai ngọc 5 tầng. Một khúc vàng, khúc ngọc, khúc vàng, khúc ngọc là 5 tầng ngọc. Rất là đẹp, tao rất là trân quý. Cái bữa đó bạn bè nó rủ tao đi tắm sông á. Mày biết mấy chục năm về trước rồi thì xúm lại với nhau tuổi đôi mươi mà nước cạn xong rồi tới nước lớn hùa nhau đi tắm tập lội đó, vui lắm. Mày biết sao không? Cái đầu bông má tao mua tặng tao, tao rất là trân quý. Mày biết bữa đó đi tắm cái tao tháo ra tao bỏ trong túi quần đó nè. Không biết tao tắm mà tao quên lấy ra, tao cắt tao bỏ vô túi quần tao luôn. Rồi. Tắm lặn hộp mày biết hả? Tới chừng lặn hộp xong lên là đầu bông tao nó rớt mất tiêu rồi. Rớt xong luôn dưới sông mất tiêu luôn. Rồi mày biết là cái sông nó cũng bự rồi, đâu có biết đường đâu mà mò. Rồi thế là nó tao không có mò được. Mắt tao tiếc quá. Rồi bông ngọc, vàng ngọc, 5 tầng ngọc của tao. Rồi về rồi mất tiêu đôi bông luôn. Tao rồi về ba mẹ cô có la cô không? Mắc rồi thì mẹ tao mua cho tao thì bà cũng buồn, nói là mắc đồ dưới sông không có nên vậy đó. Nói là trong khi đó là tao tuổi đôi mươi nữa, lúc đó tao chỉ mới có 20 tuổi thôi. Nói là mắc đồ dưới sông như vậy là không nên. Nhưng mà đã lỡ rồi, biết đường đâu mà mò. Rồi cái này biết sao không, khoảng thời gian đầu ông người tao không có sao hết trơn á. Cái khoảng một năm trở lên đó mày. Rồi bắt đầu tao bị mắc chừng dưới luôn mày ơi. Hả? Tao bị mắc nàng dưới hả? Đúng rồi, mắc nàng dưới gì đó mày. Rồi cô có đi trị không? Chưa kể mày nghe, mắc chừng dưới á, tao nằm mơ tao thấy cái gì đâu không mà. Tao thấy là hoàng tử ở dưới Long Cung gì dắt tao đi không à. Kỳ lắm, mà mỗi đêm mà tao ngủ đó, vào đêm mà trăng tròn 14, 15, 16 đó mày, là tao cứ thấy là hoàng tử dắt tao đi về dưới cung biển gì đâu không mà ghê lắm mày ơi. Mà giấc mơ đó nó làm tao kinh hãi, đầu óc tao bị bắn loạn lên, rồi đầu óc tao như là ngơ ngơ tỉnh tỉnh, lúc dại lúc mê đó, như là lúc mê lúc dại lúc tỉnh lúc ngơ, tao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó. Lúc đó là cô bị mắc dưới rồi đó hả? Chắc vậy đó mày. Cái nhà tao, má tao, người nhà tao đều đưa tao đi trị quá trời luôn đó. Cái lại nghe chăng ông thầy Pháp đó mày. Lại nghe chăng ông thầy Pháp này, ông vẽ, ông ăn một mớ tiền ngưỡng lắm. Ông ăn một mớ tiền rồi. Với ông thấy tao người xinh đẹp quá, tới cái tuổi 20 đó mày. Trị bệnh gì mà ban đêm kêu dắt lại nghe chăng 12 giờ đêm cho trị không à. Trị hết không? Chưa, tao ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi. Kêu chị bệnh thì kêu tao lột đồ ra tao cũng lột, kêu tao làm gì tao cũng làm. Ủa, vậy đó. Ủa chị bệnh kêu lột đồ đó chị? Lúc đó ổng thấy tao đẹp đó, tao không biết ổng ngự xấu đâu mày. Cứ chị hoài mà chị không hết, mà cứ mỗi đêm cái 12 giờ đêm cái kêu tao dắt lại, kêu người nhà tao dắt lại cho ổng chị. Mà ổng cứ kêu tao lột đồ, cái tao không chịu. Ổng nói bây giờ mày không chịu hả? Không chịu cũng phải chịu. Tao không có chịu, nó cưỡng hiếp tao xong rồi nó giết bịch đầu mối á. Tao nói nè bây giờ. Ai cưỡng hiếp? Ông thầy Pháp đó mày. Cái mày biết sao không? Cái nó cưỡng hiếp tao xong rồi nó giết tao bịch đầu mối luôn mày ơi. Nó đặt tao ra từng khúc rồi nó vô bọc đó. Nó vô bọc nó đem tao quăng lên đây rồi nó chôn tao xuống rồi đó. Lúc nãy nó yếm cái tấm bùa đó xuống luôn cho nên tao không có thoát ra đâu được hết trơn. Cái lá bùa này đó hả? Đúng vậy. Cái lá đó giờ tao gặp tao sợ lắm mày, đừng cho tao thấy nữa. Rồi cũng không hãm hiếp cô rồi giết luôn. Đúng vậy, cho nên là tao oan ức lắm.
Nhưng mà bây giờ tao ở đây 40 năm rồi, tao không biết ổng còn sống không nữa, tao giờ tao hết biết rồi. Vì là ổng chặt xác con ra. Đúng vậy, giết ngự phi tang. Bỏ vô cô vô cái bọc đen. Đúng vậy. Ổng kèm theo cái lá bùa luôn hả? Đúng vậy. Vì là cô ở đây lúc cái cây này còn nhỏ xíu luôn hả? Tao ở đây nó đi, tao lại đây lúc cái cây này nó bay lớn vậy nè. Nó nhỏ như vậy mà bây giờ mày thấy nó to nó bự như vậy nè. Ừ đúng rồi. 40 năm rồi cái cây này nó bự như vậy phải rồi. Thì lúc đó tao 20 tuổi, bây giờ thêm 40 năm nữa là tao 60 tuổi rồi. 60 tuổi rồi ha. Mà tao 60 tuổi thì ông thầy pháp đó ông cỡ tám mấy rồi. Chắc ông cũng ngẫm rồi. Tao cũng không biết nữa, tại vì lúc mà quăng tao tại nơi này rồi là yếm tao luôn, là tao ngồi vậy không đó. Nhưng mà cái lúc mà trước khi ông hãm hiếp cô đó rồi, ông trị cho cô hết bệnh chưa? Không, nó chỉ lợi dụng tao thôi, vì lúc đó tao ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi, tao còn biết gì nữa đâu, kêu đâu làm sao tao làm vậy. Đến một ngày tao chịu không nổi rồi, tao nói tao phải đi báo gia đình tao rồi, nó phi tang tao luôn đó. Tôi cũng có nghe cái câu chuyện bị mắc dưới đó. Thì cái phụ nữ hồi xưa đó cô, xưa bị mắc dữ lắm, lên cái như đi tắm sông rồi đó, cái rớt cái kẹp hoặc là lết cái lược rồi đó. Không, cái này của tao rớt nguyên đôi bông tai ngọc của tao luôn. Cô một rớt nguyên bông tai hả? Bông tai bằng ngọc, một khúc vàng một khúc ngọc, mà 5 viên ngọc, hai bên là 10 viên ngọc của tao. Như là cái mắc dữ luôn đó hả? Vâng, và cái đôi bông tai đó rất là xinh đẹp. Tôi nghe bà ngoại tôi nói lại đó là cái đồ phụ nữ á, là mà lọt xuống sông á là mắc dữ. Nhưng mà quan trọng á là cái đồ mà bà ngoại nói á là cái đồ lót của phụ nữ. Mà sao tao bị rớt cái cặp bông tai bằng ngọc tao cũng bị nữa ngoại? Cái đó là tôi cũng không biết, nhưng tôi nghe bà ngoại tôi nói lại là rớt cái đồ lót đó nó mới bị nặng, còn rớt cái bông tai thì cô cũng bị. Nhưng mà tao bị, tao còn lúc tỉnh lúc mơ, lúc tỉnh lúc sảng, lúc nhớ lúc quên mày ơi. Tới bây giờ là cái lời bà ngoại tôi nói tôi mới gặp được cô ha. Rồi hiểu rồi, vậy là cô hôm nay cũng 60 tuổi rồi, bị chết quang. Đúng vậy. Rồi bây giờ thì đầu đuôi câu chuyện nãy giờ tôi hỏi cô cũng biết rồi, biết sao cô, lý do sao cô mất. Hỏi thêm cô cái cô tên gì vậy? Tao hả? Tao tên là Mộng Cầm. Lúc ấy tao chỉ mới 20 tuổi. Tên Mộng Cầm ha. Vâng. Thì bây giờ tôi tới đây rồi, cũng cứu rỗi được cái linh hồn cô xuất hiện ra cho tôi thấy rồi. Thì cô muốn giúp đỡ thêm nữa không? Tao ở đây 40 năm rồi, tao ngồi không mà tao mệt lắm, tao vừa đói tao vừa khát. Mày biết tao sống qua ngày bằng cái gì không? Hả? Nói đi tôi nghe. Tao sống mà qua ngày là tại vì tao hưởng thụ, hấp thu được cái cây này nè. Tao hấp thụ nó, tao sống cùng nó. Nếu như mà cái cây này nó chết là tao cũng hồn siêu phách tán đó. Cũng hên là cái cây này nó cứ phát triển hoài, cho nên là tao hồn phách tao còn giữ lại được. Vậy là cái linh hồn cô hòa nhập vô cái cây này. Đúng vậy. Là cô với cái cây này nương tựa nhau, ký sinh với nhau mà để cùng nhau mà sống thôi. Đúng vậy, như là ký gửi linh hồn tao vào đây, tao mượn nó đặng tao sống đó. Mà hên là nó còn tươi tốt, mà nếu như nó mà không tươi tốt, nó chết là xong cuộc đời tao rồi. Tôi cũng có tới đây mấy lần, tới nhiều lắm rồi. Làm sao chắc chưa có đủ duyên với cô hay sao mà tới cái ngày giờ này mới gặp cô. Mày nói đúng rồi, tại vì có lá bùa nó yếm tao rồi, cho nên đâu có ai thấy được tao đâu. Nhờ tôi cũng không biết, thật sự là tôi cũng không biết cô ở đây đâu. Thì lúc nãy đó tôi đi ở dưới kia lên anh nghe cái tiếng dơ dưỡng như cú vậy đó. Đúng vậy. Mày biết là tao nói chuyện không ra tiếng luôn, tại vì tao đói khát đấy, chục năm nay rồi, người tao rất là yếu ớt, tao nói chuyện không ra tiếng luôn. Thì bây giờ là cái gì đi, hỏi thăm thì cũng hỏi thăm hết rồi, cũng biết cô rồi, cô tên Mộng Cầm, bị chết quang, bị bệnh mắt dữ chết, rồi còn bị ông thì
thì bùa thì phát gì dụ dỗ hãm hiếp, xong rồi còn chặt xác ra bỏ vào bọc yếm thêm lá bùa. Bởi vì 60 năm nay tôi không có siêu thoát được. Bây giờ tôi với cô gặp nhau rồi, bây giờ cô lánh mặt ra ngoài đi, tôi dọn bằng thức tôi cúng cho cô. 60 năm nay là có ai đâu cúng kiến gì phải không? Đúng vậy, tao nghe mày nói cũng tốt rồi, tại vì nhờ mày mà tao ra được vậy thôi, giờ tao không có đánh mày nữa, mày chịu không? Ôi, cô đừng đánh tôi nữa, đó là tôi với cô là quen nhau rồi, bây giờ tôi làm thịt cô lánh mặt ra ngoài đi, tôi dọn bằng thức tôi cúng cho cô rồi tôi tính tiếp. Rồi vậy bây giờ tao không có đánh mày nữa. Đây. Nhưng mà cô bán vậy các bạn, thì cũng giải cứu được cái dọc coi kìa. Thì mình cũng chọn cái vị trí này luôn, cúng cho cô này phần cơm đi rồi giúp đỡ cổ luôn. Chúc mừng cô bác ơi, chọn cái vị trí này. Cái này cũng cho cái cô dòng này à. Sao mà tên mỏng cầm ha, cũng yếu số quá. Ồ, cái ông thầy bùa pháp gì mà quá, ta lỡ tao chỉ bệnh thì chỉ cho ta đi, thấy ta đẹp cái hãm hiếp ta luôn trời. Ô, cái ông thầy bùa pháp gì mà ác quá. Vậy rồi hãm hiếp thôi đi, chiếm được thể xác ta rồi thôi đi, giết ta luôn cả, ác thì ghê luôn. Quý bà cô bác và các bạn xem kênh Long Nguyễn Vlog và ủng hộ cho Minh Thành quý bà cô bác ô. Đây là Long Nguyên lộn. Nè, cái này là hồn ma, hồn ma chích quang, hồn ma chích quang này lên lắm quý bà cô bác ô, chết mà. Chết kiểu này là linh lắm. Ông nội thì buồn ác thiệt chứ. Giết con ta thôi đi, còn yếm thêm cái lá bùa nữa chứ, mới ghê chứ. Quá đắt hết. Tức chụp tô này. 40 năm nay rồi bị đè với cái gốc cây này ghê thiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh chỗ ăn chỗ ở chỗ cuộc đất này, đặc biệt là dòng cô ma hồn ma trinh nữ bị chết quan chết ức, bị bệnh mắt dưới, rồi không may đỡ thầy trị, rồi bị thầy hãm hiếp, rồi còn giết chết luôn, chết xong rồi còn yếm vô, cắn yếm vô lá bùa, đem phi tan thôi. Không có một dòng nhiều với bà các bác ơi, thì cái câu chuyện như thế nào lúc nãy giờ thì Minh Thành cùng với bà các bác thì cũng đã nghe cái cô này nói rồi. Bây giờ mình đưa ra ngoài cho cô này dùng đi, rồi mình để vô mình giúp đỡ khổ gì rồi.
Phật, mô Phật, mô Phật, tao đội ơn mày, cũng nhờ mày mà tao đã thoát ra được khỏi cái gốc cây này đúng 40 năm rồi. Ngày ngày tao ngồi, đêm đêm tao ngồi, tao cứ ngồi như vậy không? Mà ai đi qua đi lại cũng không có thấy được tao mày ơi, khổ khắc vô cùng mày ơi. Mà như vậy là tao ngồi đúng 40 năm rồi. Khi còn sống thì tao lúc tỉnh, lúc mê, lúc ngơ, lúc ngẩn. Cũng tại vì á, lúc mà tao tắm xong với bạn bè tao, tao vô ý tao để đôi bông ngọc ở trong cái túi quần mà tao không có cắt. Nếu như tao cắt thì tao đâu bị mắc đằng dưới đâu. Tao bỏ trong túi quần tao, tao tắm, tao cùng bạn bè lội sông, lội suối, lội một hồi rồi nó tôi đâu mất tiêu cái cặp bông tai ngọc. Kể từ dạo mà mắc đôi bông tai ngọc rồi bắt đầu căn bệnh nó cứ hoành hành. Đêm ngủ thì thấy thái tử Long Vương, Long Quân gì nó cứ dắt dắt đi không. Mà căn bệnh lúc đầu thì nó nhẹ, mà càng ngày là nó càng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó cứ làm như vậy hoài. Nếu gì không gặp cái tên pháp sư gì đó là tao đâu có chết đâu. Gặp ngay pháp sư háo sắc nữa. Cũng vì pháp sư háo sắc mà tao mới chết. Ôi bây giờ tao cúng ơn mày, tao cảm ơn mày đã cúng cho tao. Tội ơn mày đã cúng cho tao no nê một bữa. Tao đói 40 năm rồi, bây giờ được ăn tao mừng lắm. Bây giờ tao được ăn, tao được uống, tao được no, tao mừng lắm. Cảm ơn mày. Lúc nãy quên hỏi cái thằng này coi nó tên gì. Cảm ơn nó. Mãi nó lấy ra cái lá bùa gì mà vàng khè, vàng ao, nhìn ghê quá. Đã giết tao xong, quan sát tao rồi còn trắng yểm tao nữa. Thiệt tình là ác. Thiệt tình là nó ác vô cùng. Bây giờ tôi mới biết căn bệnh của tôi là mắt đằng dưới. Khi mắt đằng dưới rồi gặp vị pháp sư đó, nó thấy tôi nhan sắc tuổi phơi phới thanh xuân thì nhan sắc rất là đẹp. Nó thấy tôi có nhan sắc cho nên hắn cưỡng hiếp giết tôi phi tan cái xác luôn, chặt ra từng khúc vô chôn tại nơi này. Kèm theo một lá bùa nữa, thật là khủng khiếp. Lúc nãy quên hỏi cái thằng này nó tên gì. Quên hỏi nó tên gì nữa. Rồi rốt cuộc tôi cũng không biết là nó tên gì luôn. Lúc nãy quên kêu nó cầm cái lá bùa đó đi thủ tiêu cái lá bùa đó đi, tôi sợ lắm. Nhìn thấy cái lá đó là tôi ám ảnh à. Tại vì tôi ngồi ở đây 40 năm rồi sợ lắm. Hôm nay mày cúng cho tao ăn, tao tao uống no, tao đổi ơn mày nhiều lắm.
mà tức chết, mà cuộc đời tao đáng lý ra là tao phải sống phải 100 tuổi mà tao mới có vừa tuổi 20 là tao bị sát hại chết rồi, thật là căm phẫn mà. Tao bây giờ tao không biết là cái tên thầy Pháp đó nó còn sống hay là nó chết nữa. Nếu như nó còn sống thì chắc có lẽ tao gặp đâu thì tao giết nó tại chỗ đó. Tao sẽ trả thù. Cũng vậy, khi sống tao lúc tỉnh, lúc ngơ, lúc ngẩn, lúc mê, lúc sảng, cho nên là người tao tao mới bị cái tên đó dụ tao trị bệnh gì mà cứ 12 giờ đêm là cứ lột đồ ra cưỡng hiếp. Tao nói tao trình báo nó chưa kịp trình báo nữa, nó phi tang sát tao luôn, khốn kiếp. Thật là khốn kiếp mà. Cũng hên là mình còn nhớ đến tên và tuổi của mình, nếu không là tiêu rồi. Cũng còn may là cuộc đời này tôi còn nhớ tên và tuổi. Lúc tỉnh thì tôi nhớ, còn lúc mê man, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn là tôi không còn nhớ được. Không ngờ thấm thoát thời gian mới đây mà 40 năm trôi qua thật là nhanh vô cùng. Để một tí ta dùng xong rồi ta hỏi ông này coi có trị được cái căn bệnh mắt tầng dưới này không, có trị khỏi không. Chứ lúc nhớ lúc quên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn khó chịu vô cùng. Tôi nhớ không lầm thì những cái tháng năm đó đó, những cái tháng năm mà tôi chưa có gặp ông thầy Pháp, lúc mới phát bệnh lên đó, là cứ đêm vào đêm, mỗi đêm trăng tròn 14, 15, 16 là thấy một cái vị hoàng tử từ dưới Long Cung rồi nó lên, nó dắt tôi đi không mà kỳ quá, một ám ảnh quá. Ông chú ơi, tôi đã dùng no rồi. Ôi, xin chào cô nha. Tôi xin chào ông. Chào cô Mông Cầm á. Chào chú. Chú tên gì vậy? Để tôi biết, tôi còn đội ơn chú. Tôi hả? Dạ. Tôi đệ tử của ông Pháp Sư Nhỏ Xíu Xíu. Nhưng mà tao cần biết cái tên của mày. Tôi tên Minh Thành. Tên Minh Cầm hả? Minh Thành. Chứ không phải Minh Cầm hả? Minh Thành, Minh Thành. Ờ, Minh Thành. Ôi, mày có cái thuật gì mày chỉ cho tao hết ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc tỉnh lúc mơ không? Tao ám ảnh quá rồi, tao không còn muốn nhớ dĩ dãn nữa. Ủa, tới giờ 40 năm nay là tôi cũng còn ngơ ngơ nữa hả? Đúng vậy, khi tại vì lúc mà nó giết tao, nó có trị bệnh cho tao đâu, nó chỉ lợi dụng tao thôi. Tôi có nhưng mà không biết tôi chịu được không. Bây giờ để tôi thử coi. Mày thử đi, chứ bây giờ cái người tao khó chịu lắm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Để nhớ lại con thầy ông chỉ sao. Thầy ơi, cho phép bị cô này cho hết cái ngơ ngơ ngẩn, bị nhức đầu, bị bệnh mắt dưới nè. Giờ cô chấp tay lên tôi đi, tôi chỉ cho con. Rồi, cô cảm thấy sao rồi? Còn những đầu nữa không? Tao cảm thấy trong người tao nó như là nó bớt cái nhức đầu rồi. Bớt cái nhức đầu, bớt cái đau rồi. Nhưng mà sao mà cái dĩ dãn đó mày làm cho tao quên luôn đi. Tao không muốn nhớ tới cái dĩ dãn đó nữa, kinh quá. Bây giờ cô tự cô quên đi, chứ tôi chỉ cho cô vậy được rồi. Bây giờ gì nè? Sao? Tới đây là cũng giúp được cô rồi, cúng cho cô một cơm rồi. Bây giờ
gửi cô về chùa cho cô tu đi, rồi cô tự quên đi, cô làm là cái dòng hồn vô đó cô ráng cô tu hành đi, rồi tự xóa cái ký ức, chứ cô chưa có học qua cái thời đó. Vậy đó hả? Vậy là mày chưa có học tới cái thuật đó đúng không? Vậy thì bây giờ tao về đó tao tự lãng quên ký ức đúng không? Rồi cô tự quên đi, như là chắc cũng là cái cô với cái ông thầy pháp đó, cũng là cái duyên nghiệp hồi cái kiếp nào đó cô tạo ra với ổng, nên là ổng phải làm như vậy với cô để trả cái nghiệp đó. Nhưng mà cái thì bây giờ cũng cũng qua hết rồi, mấy chục năm nay rồi, cô cũng quên đi, quên hận thù hết đi, đừng có nhớ nữa. Giờ mình tự mình thắp cái ngọn đèn cho mình đi, mình tự tu, rồi tự tự giải thoát, tự tái sinh lại, tự làm con người mới, chứ đừng có nhớ tới hận thù nữa. Rồi mày nói hay lắm, hay lắm. Bây giờ tao đã biết chút chút rồi, cảm ơn mày. Bây giờ nếu mà cô đã hiểu được những lời tôi nói thì không, tao hiểu, nhưng mà bây giờ tao còn tỉnh, tao hiểu, nhưng mà còn chuyện gì sắp tới nữa thì chưa có dám nói chắc được mày ơi. Rồi cái đó thì vô trong cái ngôi chùa đi, rồi những cái dòng mà người ta ở đó trước đó, người ta sẽ hướng dẫn cho cô sau, cô sẽ từ từ cô sẽ hiểu hả? Vậy đó, chủ yếu là cô có muốn quyết chí không, cô muốn quyết chí là để mình tu hành, để mình chuyển kiếp không, vậy thôi. Rồi tao sẽ nghe lời mày, tao về đó tao cố quên cái dĩ vãng đau thương này mày ơi, kinh quá à. Mày thủ tiêu lá bùa đó giùm tao chưa? Tao sợ lắm. Rồi tôi thủ tiêu. Tao sợ lắm, tao sợ lắm. Thì tôi mong là cô về ngôi chùa cô ráng mà tu hiền tu lành ha, thì thoát được cái kiếp dòng hồn để lầu thai làm cái kiếp khác, làm cái người mới. Thì nhớ làm được cái người khác á, thì ví dụ như có tắm sông tắm suối gì đó cũng nhớ cẩn thận, đừng có để cho nó rớt đồ xuống sông nữa, rồi nó bị bệnh mắc dưới nữa. Thì cách đây cũng mấy chục năm rồi mới còn cái chuyện đó, chứ cái thời bây giờ thì như tôi cũng không có nghe ai bị bệnh mắc dưới. Thời bây giờ người ta xây nhà trong nhà không ở, có ai tắm sông giống tao rồi, thời đó lắm mày ơi. Thì ta cái đó cũng tùy theo cái duyên nghiệp, nhiều khi mình đầu thai lại cái vùng sông nước á, giờ cũng còn sông nước thì cũng thua cái duyên cái phước mình thôi. Thôi giờ cô ráng tu hành ha, chắp tay niệm sáu chữ Nam Mô Di Phật đi, tôi đưa gửi cô vô ngôi chùa để cô tu. Rồi trước khi bà lão này đi, tao đội ơn mày nhiều lắm. Rồi niệm tôi sáu chữ Nam Mô Di Phật đi. Mô Phật Nam Mô Na Nam Mô A Nô Nam Mô Nam Mô Phật A Di Nam Mô Phật A Nô Nam Mô đây. Rồi gương mặt của bác và các bạn đây. Thì mình thành cũng đã giúp được cái dòng cô ma trinh nữ tên Mộng Cầm, chết cách này 40 năm, là tính luôn cái tuổi còn sống là 60 năm. Thôi cái đoạn video của mình thành cũng không có nói một vòng nhiều nữa, cũng đã giúp được rồi. Thôi đoạn video của mình thành tới đây xin kết thúc. Thành xin kính chào tất cả mọi người, quý bà con cô bác và các bạn, hẹn gặp lại quý bà cô bác và các bạn những đoạn video clip sau.